Xin chào anh em, rất vui được gặp anh em ở video lần này. Khi chúng ta mua một chiếc máy tính, ví dụ như màn hình nhỏ ấy, thì thường chúng ta sẽ hướng đến cái sự di động nhẹ nhàng, gọn gàng này. Còn đối với cả một số anh em lại thích một chiếc laptop màn hình to. Vậy laptop màn hình to có những lợi ích gì thì trong video này thì chúng ta có cùng tìm hiểu nhá. Đây chiếc Surface laptop 5 của mình và phiên bản của mình là phiên bản 15 inch, rất là to, to đùng luôn. Anh em nhìn này, so với cả cái mặt mình thì khủng khiếp. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những lý do nào, lợi ích nào ở trên chiếc máy tính mà có màn hình to mang lại nhé. Bắt đầu thôi. Cái lợi ích đầu tiên mà mình có thể thấy được đó chính là cái không gian làm việc nó rất là rộng rãi anh em ạ. Khi sử dụng một chiếc màn hình bé thì không gian làm việc bên trong nó cũng bị co cụm lại. Còn đối với cả một màn hình ví dụ như đây chiếc Surface laptop 15 inch thì màn hình nó rất là lớn này, nó nhiều không gian để chúng ta có thể đa nhiệm một cách đã hơn này. Anh em đỡ phải mua những cái màn hình rời, màn hình di động rời, hoặc là anh em cắm màn hình máy tính to đùng ấy, 24 inch hoặc 27 inch rất là cồng kềnh. Bây giờ một màn hình to 15 inch hoặc 16 inch đã đủ để anh em có thể đa nhiệm một cách thoải mái rồi, trọn vẹn rồi. Và màn hình lớn ấy thì nó còn giúp hiệu suất làm việc của anh em được cải thiện nhiều hơn. Ở đây chúng ta có thể mở nhiều tab web, mở chục tab web hoặc hai chục tab web, mở nhiều ứng dụng nếu mà cần và sắp xếp chúng, xử lý nó một cách nhanh chóng hơn so với khi chúng ta sử dụng màn hình nhỏ. Đặc biệt các công việc nào liên quan đến bảng Excel này, hoặc là ảnh này, thiết kế Photoshop này thì cần zoom rất nhiều đúng không? Lúc đó thì màn hình to nó mới cho anh em biết được rằng công việc nó cải thiện tốt như thế nào, nhanh như thế nào. Ok, cái lợi ích thứ hai đó chính là cái trải nghiệm giải trí tốt hơn. Một cái màn hình to như thế này thì chúng ta có thể lướt web nhanh hơn này, hiển thị được nhiều nội dung hơn này, anh em xem phim này thì cũng đã hơn. Giống như là khi chúng ta sử dụng một cái tivi màn hình to ấy, tivi màn hình to thì nó sẽ hiển thị đã mắt hơn, độ phân giải màn hình to thì nó sẽ thường khoảng 4K đúng không? Đây chiếc Surface laptop 5 15 inch ở đây thì mình có độ phân giải là 2K, ở trên màn hình 15 inch thì cũng rất là sắc nét rồi. Và đối với cả một chiếc máy tính mà có màn hình to thì nó sẽ có nhiều không gian hơn để làm những linh kiện khác. Ví dụ loa, đôi phần nó cũng sẽ to hơn, mạnh mẽ hơn so với cả những chiếc laptop có màn hình nhỏ, ví dụ 12, 13 inch. Và cái lý do cuối cùng mà mình thấy cũng rất hợp lý mà nhiều anh em bỏ qua, đó là nó có thể cải thiện được sức khỏe. Màn hình lớn thì giúp cho anh em quan sát ở khoảng cách ngồi tốt hơn. Ví dụ như mình ngồi đây này, đối với cả một màn hình 13 inch thì chúng ta sẽ phải cúi đầu xuống một chút, hơi ngửa cổ phía trước để có thể tập trung quan sát một cái màn hình nhỏ phía nhỏ. Còn đối với cả màn hình to như này thì do cái khoảng cách từ cái mép cạnh này lên trên này nó cũng khá là cao. Đấy, khi chúng ta quan sát thì chúng ta thường sẽ thẳng cổ hơn và lưng cũng thẳng hơn. Nó sẽ giúp cho cái cột sống của anh em nó thoải mái hơn, cổ nó cũng đỡ bị ảnh hưởng, đỡ bị sức nặng hơn. Ngoài ra thì màn hình to nó cũng giúp cho mắt của chúng ta điều tiết tốt hơn, chăm chú nhìn nội dung quá ở trên màn hình nhỏ ấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị lực của anh em. Đấy là những cái rất là vô hình thôi, mình cũng muốn chia sẻ với anh em về một chiếc màn hình to nó có cải thiện về sức khỏe cho anh em mà anh em không hề biết đến. Còn nhược điểm thì sao? Một chiếc Surface laptop 15 inch như thế này nó cân nặng rơi khoảng tầm 1,7 đến 1,8 kg. Đối với mình đây là một cân nặng cũng khá là nặng lề anh em ạ. Nếu mà cầm đi cầm lại di chuyển thì nó sẽ gọi là cồng kềnh một chút, to và nặng hơn so với cả những chiếc máy tính nhỏ. Và màn hình lớn thì nó sẽ ăn rất nhiều điện. Ok, video chia sẻ như vậy về cái lợi ích của màn hình to thôi. Anh em có ý kiến gì về điều này? Anh em sử dụng màn hình to hay màn hình nhỏ? Anh em có thể bình luận phía dưới giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.